trình trên đất của chúng con kết thúc, chúng con về đúng nơi mà Thiên Chúa đã dự liệu cho chúng con để chuẩn bị sáng thế. Chúng con biết ơn này, nguyện xin chăm ban bình an cho chúng con và cho chúng con nghe được điều Chúa muốn nói riêng với chúng con sáng hôm nay qua lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, Chúa thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Vâng, xin mời quý vị chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa bổ sức lại cho từng thành viên ở trong tang quyến, gia đình anh chị hai, các cháu cũng như là gia đình thầy tá Chúa, thầy cháu Hồng, cũng như là quý con tá Chúa và hai thầy anh em. Tôi thấy quý vị đang có thể nói là đang mặc lấy sức thiêng của Chúa. Tối hôm qua thì tôi được có hai ông bảo vệ rất là đặc biệt trực chiến canh cửa, tôi mới có thể nghĩ rất là sao. Và đang khi suy nghĩ về tang lễ, suy nghĩ về kết thúc cuộc đời của bà cụ Hoa ở tại đây, tôi hiểu được một điều. Đối với bà cụ đó, là trong cái phần số của mình trên đất, bà cụ có thể gọi là thọ, đúng không? Nhân sinh bất thập cổ mai hy thì bà cụ có nghĩa là đã qua cái tuổi cổ lại hy vọng. Nhưng mà không phải ai trong chúng ta trong cái hành trình đi với Chúa cũng có nghĩa là biết trước cái ngày mình sẽ qua đời, đúng không? Đặc biệt là trong cái thời gian vài tháng trở lại đây, khi chúng ta đọc báo biết là có rất là nhiều văn nghệ sĩ, những người nổi tiếng ấy, họ ra đi rất đột ngột. Thì điều mà Chúa muốn tôi cùng với quý vị suy ngẫm buổi sáng hôm nay đó là tôi và quý vị sẽ gặp gỡ Thiên Chúa đấng tạo dựng nên con loài người ở trong cái tư cách nào. Chúng ta đã sẵn sàng cho giờ đó chưa? Nhiều khi tôi và quý vị nghĩ mình còn quá trẻ, mình còn quá nhiều thời giờ. Nhưng thưa quý vị không, sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Tức là sinh thì ta biết ngày ta sinh ra, nhưng mà chết ra là không ai biết. Thì sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị ở trong cái tinh thần mà tang lễ này suy gẫm về hai câu kinh thánh ở trong sách Amos đoạn 4 câu số 12 và câu số 13. Tôi đọc và quý vị có thể dò theo ở trong kinh thánh của mình. Hỡi Israel, vậy nên ta sẽ đãi ngươi dường ấy. Hỡi Israel, vì ta sẽ đãi ngươi dường ấy nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Thật, ấy là Ngài đã làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời vạn quân. Danh Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời vạn quân. Amos đoạn 4 câu 12 và câu 13. Nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị cũng là cái băng rôn chúng ta có treo bên ngoài đó là khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên mà tôi và quý vị sẽ suy ngẫm là đây chính là cái lời cảnh báo từ Thiên Chúa. Không phải con người đâu, không phải bác sĩ bảo rằng là anh hãy cẩn thận nha, chuẩn bị sẵn sàng sắp đi chầu trầu. Không phải bác sĩ nói vậy, cũng không phải tuổi tác, cũng không phải bệnh tật, mà chính là Thiên Chúa đấng cầm giữ linh hồn mọi vật sống đã nói như vậy. Thưa quý vị, người ta nói ngắn dài có số, tươi héo bởi tròn. Đấng đã sinh chúng ta ra và quyết định cái phần số cho mỗi một người ở trên đất chúng ta đã phán như vậy. Ngài phán gì? Khá sửa soạn hay là gì? Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời. Như tôi nói lúc đầu, nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay nghĩ cái đó chắc mấy ông già bà già thôi, chứ còn tụi tôi đang trẻ mà, còn thanh xuân mơ mơ mơ. Thưa quý vị, một loạt những văn nghệ sĩ hay là những người nổi tiếng đi ra một cách đột tử trong những ngày vừa qua đó là lời cảnh tỉnh cho hết thảy chúng ta. Tôi biết là sau cái trường hợp như Chí Tài hay là một số người mà họ đột quỵ như vậy, rất nhiều người bắt đầu sợ, rồi bắt đầu là tập đứng thở, rồi đứng lên, nhiều các thứ. Nhưng mà tôi và quý vị nếu không chuẩn bị sẵn á, thì chúng ta sẽ gặp cái cảnh gì? Gặp Thiên Chúa mà mình chưa hề chuẩn bị. Nhiều người sống như thế, mình không bao giờ chết. Nhiều người sống cái cuộc sống bất chấp, như thế là không bao giờ mình phải khai trình về những gì mà mình còn phải làm khi còn trong sạch tình. Cho nên khi Chúa bảo là khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, đó là mạng lệnh, vì Chúa là vua của cả cõi trời đất này.
Người xưa họ có câu là thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả vong, tức là thuận với trời thì còn, mà nghịch với trời thì mất. Mà thuận thiên là sao? Hay chẳng phải là làm theo ý muốn của thiên sao? Hay là chẳng phải là làm theo ý muốn của trời sao? Mà ý muốn của Chúa đối với mỗi người trong chúng ta là gì? Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay đó, khi dùng cái câu kinh thánh này thì chúng ta thường có cái xu hướng là sử dụng cho những người, cho bà con họ chưa tin thờ Chúa thôi để truyền giảng. Vẫn không có gì sai trong chuyện đó. Trong việc mà thức tỉnh họ là hãy chuẩn bị để gặp Thiên Chúa đấng tạo hóa, đấng dựng nên họ, không có gì sai trong chuyện đó. Nhưng mà sáng hôm nay tôi muốn nói bởi vì phần đông ở trong cái buổi nhóm cầu nguyện sáng hôm nay đó, phần đông là con cái Chúa và các thầy tớ. Đây là lời Chúa phán cho dân Israel, không phải phán cho người ngoài. Bởi vì Chúa nói là hỡi Israel, vì có ta đãi các ngươi như thế cho nên hãy khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời. Dân Chúa là cái câu nói là Chúa đang nói với dân sự Chúa. Dân Chúa phải sao? Phải sửa soạn hay là chuẩn bị mà gặp Đức Chúa Trời. Mà khi Chúa bảo rằng là khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi thì điều đó có nghĩa gì? Dân sự Chúa chưa thật sự sửa soạn hay là chưa thật sự chuẩn bị để gặp Chúa. Xin Chúa cho tôi và quý vị sáng hôm nay bên linh cữu của người thân của mình, của người chị em đồng đức tin của mình, hãy suy gẫm rất thật đi. Nhiều khi tôi và quý vị không hề chuẩn bị gì cả cho cái giờ mà chúng ta phải trình diện Thiên Chúa. Bao nhiêu người trong quý vị nhớ lại cái câu chuyện mình tao lắm. Tôi và quý vị sẽ có một cái thời điểm phải khai trình về tất cả những gì mà mình đã nhận lên Thiên Chúa. Cho nên cái việc mà chuẩn bị để gặp Chúa không chỉ đơn thuần là tin Chúa, không chỉ đơn thuần là giữ đức tin đâu, mà tôi và quý vị còn phải chuẩn bị cho cái giờ khác mà mình phải khai trình trước Thiên Chúa về tất cả những gì mà mình còn phải mình đang làm khi còn ở trong xác. Cho nên Chúa nhắc nhở tôi và quý vị sáng hôm nay khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào cái chết độc tử của nhiều con người đang xảy ra xung quanh tôi và quý vị để mà tỉnh thức, để mà điều chỉnh lại những ưu tiên trên đời sống. Như vậy thì cái điều đầu tiên mà mình biết là khá sẽ soạn gặp Đức Chúa Trời, đó là mạng lệnh trực tiếp từ Thiên Chúa dành cho trước hết là dân sự Chúa. Cái điều thứ hai, Chúa nói gì? Người khá sửa soạn gặp Chúa là chuẩn bị chính mình cho buổi ra mắt Đức Chúa Trời, vị vua của cả cõi trời đất, và là đồng thời là quan án của cả thế gian. Không phải là chuẩn bị tài sản hay là bất động sản, cũng không phải là mông má hay là trang điểm cái bên ngoài của chúng ta đâu, mà chuẩn bị gặp Chúa trước hết là chuẩn bị cái tâm linh của mình, là chuẩn bị tấm lòng của mình để gặp Chúa, hay nói cách khác là chuẩn bị cái tâm linh của mình cho cái cuộc gặp gỡ tối quan trọng. Mà một tấm lòng được chuẩn bị để gặp Chúa là một tấm lòng đã có Chúa Giêsu làm chủ, một đời sống đã được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời từ khi còn sống ở trên đất. Nên tạ ơn Chúa, người chị em của chúng ta và cụ Hoa đã chuẩn bị tấm lòng, đã chuẩn bị cái đời sống của mình để gặp Chúa từ rất lâu. Và giờ này người chị em của chúng ta đang vui thỏa ở trong vòng tay từ ái của Cha trên trời. Quý vị ơi, trong cái hành trình tôi và quý vị bước đi trên đất, Thiên Chúa nhân từ, đầy yêu thương và công bình luôn dành cho chúng ta những cái cơ hội để mình đưa ra quyết định. Và cụ Hoa đã nắm lấy cái cơ hội đó và quyết định trao phó cuộc đời mình trong tay Chúa, trao phó cuộc đời mình trong tay Thánh Linh của Chúa Trời để chuẩn bị cho cái cuộc gặp gỡ thiên thượng mà bà đã đang thực hiện ở trên. Xin Chúa cho quý thân hữu, quý vị ở trong tang quyến hãy nhìn thấy cái gương của cái người bà, người mẹ, người chị, người dì, người thân của mình trong vấn đề này, để khi mà đến giờ Chúa gọi mỗi một người trong quý vị có thể vui thỏa vì cớ mình đã có một lần trong đời chuẩn bị chính tâm linh của mình cho gặp lại Chúa. Chuẩn bị để gặp Chúa đó không phải là công việc riêng của người đi đạo, vì mình nghe tới chữ Chúa là mình nghĩ là chỉ có công việc của những người đi đạo, là Chúa không nói là hỡi những người đi đạo.
không có phân biệt dân Israel hay là dân ngoại, không có phân biệt tuổi tác hay là tôn giáo, khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Vâng, đúng là trầu kêu thì trầu kêu ai nấy vậy, nhưng cái vấn đề là tôi và quý vị không có biết giờ nào trầu kêu mình. Như tôi tức giận cái câu lúc nãy là xin hữu hạn mà tử vô kỳ đó, cho nên tôi và quý vị không có biết là giờ nào mà mình được kêu đi. Mà nếu bây giờ mà mình kêu đi thì sao, mà mình hình như chuẩn bị sẽ lỡ cái cuộc đi. Ví dụ quý vị đón xe đi thành phố, xe phía dưới Đồng Tháp lên đây, nó hẹn là chuẩn bị đi mấy giờ xe tôi tới. Nếu mà mình chuẩn bị sẵn hành lý, xe nó tới cái là mình lên xe mình đi luôn. Còn nếu mình không chuẩn bị thì nó không chờ. Chuyến xe cuộc đời, chuyến xe mà vui hưởng sự cứu rỗi sẽ không có chuyện chờ và chuẩn bị. Do đó chuẩn bị gặp Đức Chúa Trời, gặp trời hay là gặp Đức Chúa Trời đó không phải là cái công việc của chỉ những người có đạo, mà là công việc của tất cả mọi người. Và cái việc chuẩn bị đó không bao giờ là quá sớm đâu quý vị. Vẫn có cái cơ hội để cho quý vị ngày hôm nay đón nhận Chúa vào trong đời sống của mình, để chuẩn bị cái tâm linh của mình cho cái cuộc gặp gỡ thiên đường. Một khi mà quý vị đã mời Đức Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình ở bất cứ giờ nào Thiên Chúa gọi hay là trời kêu, quý vị vẫn sẵn lòng, vẫn sẵn sàng, vì mình đã được chuẩn bị. Đừng để đến cái lúc mà kêu rồi mà mình chưa có chuẩn bị. Cái người chưa có Chúa đó là chuẩn bị tấm lòng tiếp nhận Chúa. Còn cái người mà có Chúa rồi á, thì thưa quý vị, thưa anh chị em, hãy làm lời ra cho Chúa từ những gì Chúa giao cho anh chị em. Đó là chuẩn bị. Tức là hãy sử dụng những gì mà Chúa giao cho anh chị em theo ý Chúa mới được. Anh chị em có nhớ câu chuyện ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 không? Có những người trong ngày cuối cùng, rồi Chúa nói gì? Ta không biết ngươi. Những người đó sẽ bị quăng vào nơi tối tăm, nơi đó chỉ có khóc lóc và những rạc mà thôi. Xin Chúa tỉnh thức tôi và quý vị, khá sửa soạn. Người chưa có Chúa là tiếp nhận Chúa vào trong tấm lòng của mình. Người đã có Chúa là hãy sử dụng những gì mà Chúa giao cho mình một cách có lòng biết theo ý muốn Chúa. Điều cuối cùng chúng ta sẽ cùng học ở trong cái mạng lực hay là trong cái lời phán truyền của Thiên Chúa ở đây, đó là khá sửa soạn gặp Đức Chúa Trời. Gặp Đức Chúa Trời thì chỉ có hai cái trường hợp thôi. Một là để chịu phán xét, để chịu lấy cái án phạt trung thẩm trong ngồi giữa đời đời. Đây là cái kết cục của những người mà suốt những năm tháng ở trên đất này, khi đối diện với những cái cơ hội Chúa dành cho mà họ không chuẩn bị tấm lòng của mình để chuẩn bị, thì khi đó trong cái giờ cuối cùng họ cũng gặp Chúa, họ cũng được gặp Chúa, nhưng mà gặp Chúa để nhận sự phán xét, nhận lấy án phạt. Họ cũng được sống đời đời, nhưng mà không phải sống đời đời với Đức Chúa Trời ở thiên đàng bên hiển, mà họ sống đời đời ở phận. Gặp Đức Chúa Trời còn có một trường hợp khác nữa. Gặp Đức Chúa Trời là để được Chúa lau ráo nước mắt, để được nghỉ ngơi, để được vui thỏa ở trong thiên đàng bên hiển sau cái chặng đường dài lao nhập ở cái cõi nhân gian này. Bà cụ Hoa, người thân của chúng ta, người chị em đồng đức tin của chúng ta giờ đang tận hưởng thiên đàng vinh hiển ở trong cái sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa. Bà không còn phải rên xiết, không còn phải đau đớn nữa. Bà cũng không còn bị phải bị vào trong hồ lửa trầm luân, vì cớ bà đã nắm lấy cái cơ hội khi còn đang sống để chuẩn bị cái cuộc đời của mình cho cái cuộc gặp gỡ thiên thượng lần này. Bà đã tiếp nhận Đức Giê-xu làm cứu Chúa và bà đang vui hưởng cái phước hạnh đó này hôm nay. Kính thưa quý vị, nếu một giờ nào đó mà chắc chắn giờ đó sẽ xảy ra, cái giờ mà Thiên Chúa gọi quý vị về, thì quý vị sẽ nhận được gì khi gặp Chúa? Nhận lời tuyên án để chịu hình phạt đời đời nơi hồ lửa, hay là quý vị sẽ nhận được sự yên ủi để được vui hưởng cái sự sống đời đời bên Thiên Chúa ở trên ngàn của Ngài? Đến hôm nay thì quý vị đã sẵn sàng để gặp Đức Chúa Trời chưa? Nếu hôm nay Chúa gọi quý vị về, thì quý vị có được nhìn nhận là đã chuẩn bị sẵn để gặp Chúa chưa? Sáng hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để nhắc nhở chính mình và hết thảy quý vị đang có mặt tại đây trong buổi lễ cầu nguyện này, có một cái thời khắc mà mỗi một chúng ta sẽ phải đối diện, đó là
đối diện với Thiên Chúa, Đức Chúa Trời đấng dựng nên mỗi một chúng ta. Lời Chúa không muốn tôi và quý vị hư mất đạo đời ở trong hồi nữa. Ngài vẫn còn dành cho tôi và quý vị một cơ hội. Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời. Bất cứ giờ nào gì đó cũng có thể xảy ra. Xin hãy cậy ơn của Chúa và nắm lấy cơ hội Chúa cho để đưa ra một quyết định đúng. Nếu quý vị là một người, là người chưa bao giờ mời Đức Giêsu vào trong cuộc đời của mình, thì đây là thời giờ để quý vị chuẩn bị phần tâm linh của mình cho cuộc gặp gỡ thiên đường. Nếu quý vị đã là người tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa, hãy xem xét lại đời sống mình, điều chỉnh lại những thứ tự ưu tiên để khi gặp lại Chúa, quý vị có thể nghe Chúa phán rằng: hỡi đầy tớ nay là người trung tín, được lắm, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa. Xin mời tất cả chúng ta đọc đứng lên trong thời gian. Mỗi một chúng ta lấy lòng chân thành thư truyền với Chúa. Nếu ai đó trong quý vị nghe lời này, quý vị muốn nắm lấy cái cơ hội này để mời Đức Giêsu bước vào cuộc đời mình, nếu quý vị muốn nắm lấy cái cơ hội này để chuẩn bị cuộc đời của mình giống như bà cụ ở tại đây đã có một lần trong đời và nắm lấy cơ hội mời Chúa Giêsu bước vào đời sống của mình, thì quý vị có thể đứng tại chỗ, quý vị có thể đưa tay lên, sau đó tôi sẽ đến và cầu nguyện cho quý vị để quý vị có thể nhận lấy ơn thương xót của Chúa, để quý vị có thể được chuẩn bị tâm linh của mình. Rồi bất cứ giờ nào trong cuộc đời, nếu trời kêu quý vị không cần phải lo lắng nữa, bởi vì danh sách hay là tên của quý vị đã được kể vào trong số những người được cứu. Và thánh chúa mắt cầu nguyện và các quý vị thân hữu đang quyến, nếu ai trong quý vị thật sự khao khát muốn nhận được sự cứu rỗi từ Đức Chúa, quý vị cứ đứng và đưa tay lên, sau đó tôi sẽ đến để cầu nguyện cho quý vị. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự nhắc nhở của Ngài. Thật giữa những bộn bề bon chen trong cuộc sống này, thưa Chúa, vì dễ lắm chúng con không có một cái sự tỉnh thức cho cái cuộc gặp gỡ thiên thượng mà bất cứ ai trong chúng con rồi cũng sẽ gặp với Ngài. Xin làm ơn trên chúng con, Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con, xin thức tỉnh chúng con để chúng con không bỏ qua những cơ hội Chúa dành cho ngõ hầu cái việc chuẩn bị để gặp gỡ Chúa bị đánh mất ở trong đời sống của chúng con. Vì thân hữu nào của chúng con chưa biết về Ngài, Chúa Thánh Linh ơi, xin lấy ân điển của Ngài phủ vây trên anh chị em con, bà con của chúng con, để họ mở lòng ra và nói với Chúa là: Chúa ơi, con muốn thuộc về Ngài. Đối với những anh chị em nào của chúng con đã trở thành là con cái của Ngài, thì xin dùng lòng Ngài thức tỉnh chúng con để chúng con sống một đời sống thật sự có mục đích, sống thật sự có ích lợi cho Chúa, và khi chúng con gặp lại Chúa, chúng con có thể được Chúa khen tặng, chúng con có thể được Chúa nhìn nhận là một đầy tớ ngay lành trung tín của Ngài. Xin ban ơn Chúa Giêsu và xin bổ sức cho hết thảy anh chị em con, đặc biệt là những thành viên ở trong tang quyến, để suốt những ngày chúng con lo hậu sự cho người thân của chúng con, anh em con vẫn không yếu mỏi, anh em con vẫn không kiệt sức, mà trái lại đầy sức lực thiên lương thiên tận lời Chúa để làm trọn cái phần hiếu đạo mà anh chị con phải làm. Chúng con tạ ơn Ngài. Con trình dâng từng thành viên một ở trong tang quyến, hết thảy quý đầy tớ Chúa và anh em con ở trong hội thánh, những người đang dự phòng trong việc lo phần hậu sự cho bà cụ, ở trong ân sủng và sự thương xót của Ngài. Chúa đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng nhau.